Em Cao xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GPL Hoàng Mai. Trước mắt tất cả các bác, ngày hôm nay em Cao vừa cập bến đó là một tác phẩm nghệ thuật phải nói rằng nó khác vô cùng, đó là 4719X. Đây là một cái dòng sản phẩm mà em cũng phải nói tất cả các bác là dành cho những bác nào nghiện GB và nghiện khủng long bạo chúa và nghiện to tổ bố thì đây là những cái dòng mà phải nói rằng không thể bỏ qua, đáng siêu tầm các bác nhé. Siêu tầm chứ không phải là chơi. Tại sao em Cao nói thế? Tại vì tất cả bao zin cho các bác rồi nhưng mà cực đẹp luôn. Và bông chặt tấm luôn, tất cả all zin và đẹp chưa từng có. Phải nói là cặp này đẹp nhất trong năm 2023 của em Cao và trên toàn quốc luôn. Đẹp nhất Việt Nam vào thời điểm này, em phải khẳng định với tất cả các bác thế. Xin mời các bác cùng em Cao sẽ không lan man nữa, đi sâu vào sản phẩm. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những chiếc bát em Cao đã mở tung và đây gọi là đặc sản các bác nhé, đặc sản của em Cao rồi. Ok, các bác hãy nhìn, đó, tím lịm luôn nhá, đấy. Và quay phải rất nhanh nhá, để cho ngoài đường thì nó hơi ồn, nhưng em Cao cũng sẽ cố gắng hết sức để cho tất cả các bác nhá, đó, xuất sắc luôn, không một điểm trừ, đó, bốn con sẽ như nhau, các bác hãy nhìn từ trên xuống dưới. Đó, tất cả đều ba khoang và tím lịm luôn. Đây là một cái trường hợp cực mới luôn. Đó, không phải là nghiến răng nghiến lợi và để tả cho các bác đâu, nhưng mà sơn bao zin này, một sản phẩm mà khá là lâu rồi, nhưng mà các bác hãy nhìn, bắt đầu em sẽ quay vào những sợi bông, các bác mới nhìn thấy nó tắp tầm tập luôn. Thì ok, đây là keo nhện các bác nha, keo nhện từng con một này. Ok chưa? Tiếp tục này. Bạn ơi, bạn hất cho tôi cái mốc nguyên này, mốc nguyên từ nhá, đấy, từ từ ạ. Đó, ok, còn mã màng quay sau nhá. Đấy, từng chi tiết một. Và vẫn là một cái lời gì ạ, bao zin cho các bác, hát lên. Tất cả 7 màu nhá, đây này. Xuất sắc chưa, đấy. Ok, bạn úp hết xuống cho tôi. Xuất sắc luôn các bạn, em chưa từng thấy gặp một cái trường hợp nào mà nó mới dã man thế này. Tất cả Orozin. Bạn úp hết cho tôi. Vâng, và đang quay dở thì có điện thoại tới. Và đây là tình trạng xuất sắc luôn, các bác hãy nhìn nhá. Cốc đít Orozin luôn này. Đấy. Tem phẳng đét luôn. Và em phải nói rằng với tất cả các bác rằng đáng siêu tầm cho sản phẩm này. Các bác nhìn thấy không? Rồi, chưa bao giờ mới như vậy. Ok chưa? Bắt đầu xem từng cái chạm loa. Tất cả đều cân đét bốn cái bát, các bác nhìn nhá. Rồi. Không chịu được đâu. Đấy. Đó, tất cả trùng. Đó. Đó. Và đây là cực mới luôn. Không sai một tí nào, dấu má. Tất cả số trùng đét đẹp đẹp luôn, các bác nhìn thấy chưa? Không sai một tí nào, tất cả từ 7 màu. Và cũng là lần đầu tiên em Cao tháo ra, các bác hãy nhìn. Và sản phẩm thì dã man luôn. Và mỗi một quả súp thì chúng ta không thể so bì với cái sản phẩm bãi mà chúng ta đi mua. Và đây là hiện tượng này, em cũng phải nói tất cả các bác rằng bạn xoay hộ cái này cho cái mã màng này. Số đi. Số. Cái hiện tượng này là cái hiện tượng mà phải nói là quá mới luôn. Đấy nhá các bác nhá. Đó. Hiện tượng quá mới luôn. Đây tất cả 7 màu các bác nhìn thấy không? Đó. 7 màu luôn. Và kinh khủng luôn. Đó. Ok chưa? Tiếp tục. Đã xoay lốt cái này. Tất cả 4 quả bát trùng khít kịt kịt nhau. Và các bác nhớ rằng là nếu như là bác nào mà chơi siêu tầm thì đây mới là xứng đáng để cho các bác tìm để chơi siêu tầm. Các bác nhá. Xứng đáng để cho bác nào chơi siêu tầm luôn. Tất cả đủ 7 màu hết. Đó. Nhưng đây tiếp tục nữa. Những sợi bông và thùng các bác nhìn này. Đấy. Orozin nhá, không có một điểm trừ cho những cái cặp bông mà em cũng chưa bao giờ mà thấy nó mới đến dã man như thế này. Bông còn nguyên zin hết, dây đét đẹp. Bông chặt thành tấm luôn mà 4719.
9X này mà chặt thành tấm thì em nói thật sự với các bác là quá ít luôn đấy. Đó. Các bác nhá. Bông này các bác nhìn này. Chưa có một hiện tượng gì là xuống màu và mướt mượt mượt. Đấy. Bông luột như bông chó Nhật luôn. Và thùng vách Origin không sai một điểm gì. Ok chưa? Và đây, cạnh góc cạnh. Vuông tắp tầm tầm. Nhưng con này nó rất hay bị va chạm các bác nhá, là vì nó rất là to. Đó. Và đường là đường công Nhật về. Cho nên là đét là đẹp luôn. Đấy. À, nó hơi tối. Không một điểm trừ cho cặp loa SNX 4719X. Dã man luôn, mới chưa từng có. Ok rồi ạ, không dài dòng văn tự quá để mất thời gian của các bác. Các bác cần thì quan tâm thì alo em Cao, sẽ dinh siêu phẩm 4719X đẹp chưa bao giờ từng gặp các bác nhá. Chưa bao giờ mới như thế. Bông đét là đẹp luôn. Đó. Các bác nhìn. Bông kinh khủng luôn. Óng ánh. Và cái nhũ bảy màu của sơn 4 số nó vẫn còn nguyên vẹn. Không có một vết bẩn luôn. Đấy. Đáng chơi và siêu tầm vô cùng trong năm 2023 các bác nhá. Tối thì cũng tối rồi các bác nhá. Em sẽ quay chi tiết một chút để cho tất cả các bác ngắm lại một chút về ngoại hình. Em lắp thì nó cũng khá là tối. Và các bác hãy nhìn này. Cái chân vít này. Đấy. Còn chưa có hiện tượng của rỉ sét các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Chân xịn luôn này. Đấy. Chân nào cũng như thế thì bác biết là cái độ mới nó như thế nào các bác nhá. Đấy. Em quay tối một chút. Và tình trạng thì xuất sắc luôn. Không phải nghĩ luôn. Từ cái tem này. Đó. Mới cứng cực cưng. Đấy. Ok chưa? Bác nào siêu tầm thì gặp em Cao nhá. Những cục súp đẹp nhất năm 2023. Không phải suy nghĩ một điểm luôn. Ok các bác nhá.